Hello các bạn. Mình đã đến ngôi nhà úp ngược mà đài truyền hình Đồng Tháp vừa đăng mấy hôm nay. Thôi chừng khách luôn. Giờ này người ta còn vô được không ta? Ban ngày nó sẽ đẹp hơn đó mọi người. Chụp hình quá trời. Ba bữa là chân lấy người ta vào xem dù đến mua vé bố mẹ bốn chục nên bố không mình chứ ra làm mình gì cho bé và gì luôn hay người ta đường vé về tông ăn được đấy vé chứ không ai được vé mình như vậy vé lăng hóa. Cũng đi sớm sớm ở xa đi sớm sớm ủa sáng mấy giờ là mở cửa chú? 7:30. Dạ. Chụp hình đó, đi khoảng 10 giờ chụp hình đẹp. Dạ. Hoặc là nếu mất công chuyện khoảng 4 giờ. Cũng hơi khó đi làm việc. Dạ. Mà mơ chủ nhật mà. Ủa rồi ở đây có bán bông không chú? Có bông sen nhái nè. Ờ. Dạ. Mới trồng lần đầu luôn. Ủa vậy là coi như là cái nhà này là cái nhà tư nhân, nhà của cá nhân. Anh ở nhà là tại vì còn khu trong nữa. Lên tới 10 công đất rồi. À là giống như là cái nhà mình ở hoặc là tại khu này còn khu trong anh 5 công đất nữa đang dạ. Làm có đậu gì được. Dạ dạ. Cái sắp gì đó. Sắp gì đó. Đấy đúng rồi. Dạ đừng có. Mai chắc nó đã. Dạ đúng rồi. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Dạ được. Dạ ủa vé là bao nhiêu chú? Vé còn giảm giá em ngày mai là 30.000 á. Dạ 30. Nếu mà hết giảm giá lên 40. Khai trương được mấy ngày ta? 2 ngày. Mới qua. Qua nay. Diện qua nay là mơ còn giảm giá nữa chú. Còn giảm giá. Dạ. Ủa gì khách đó nãy giờ vô lâu rồi hả chứ? Tại vô hồi lúc 5 giờ mấy đó, 5 giờ đó nói người ta vô chơi hơi tối chút thành nó đi trễ, còn nếu mình vô có chút xíu rồi nó ủi. Dạ. Tại cái thông báo chân tại tôi anh quảng cáo trên Facebook có nãy nghe đài truyền thanh có nói mà 5:30 là đóng cửa. Cái làm tối quá từ 7:30 thì suốt luôn không chưa không đi đầu tiếp nhiên này ở ngoài anh không để đèn tại tính làm ban ngày không mà chưa câu đèn kịp đó. Nếu như mà gắn đèn nữa mà nhận khách ban đêm nữa khách tới để hôm qua tôi chụp hình giấc tối đó, đèn lên đẹp nó dạ xuống nước á. Dạ nó dạ xuống nước đẹp.
Tết mà anh đi ban ngày lẫn ban đêm luôn. Nhiều đẹp lắm. Thấy dạ. Gửi lên Facebook của đứa nó chụp hình nó lên YouTube rồi đẹp. Dạ. Tại vì đèn nó dạ xuống nước đẹp. Hiện giờ là 10 công à. Làm chắc định khoảng 20 công. Dạ. Rồi là hết mấy luôn cho. Tại anh ngoái anh có đăng ký làm cái hôm tây xong hết luôn. À, không kịp hả? Nên làm không. Kịp Tết nó mới thu. Tính Tết đó. Thu lợi nhuận cao. Tại vì không về lính nó đi làm ở ngoài hết trơn, ngoài Đà Lạt hết trơn. Dạ. Có máy chụp ảnh chụp ban đêm mới đẹp. Đây đâu chụp đâu. Ban chơi thôi. Đi đâu tham quan thôi.